Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh Tô Màu của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tô một bức tranh làm bạch tuyết này nha mọi người. Ok, chúng ta bắt đầu nhé. Ok, vậy là mình đã tô màu xong bức tranh này rồi nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video tô màu này của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nha.
Bye bye.